Sáng ngày 13 tháng 3 năm 2020, Đảng bộ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đại diện vụ trưởng Cơ quan Thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó vụ trưởng Đoàn thể Nhân dân, Cơ quan Thường trực Ban Nhân dân Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng dự và chỉ đạo đại hội. Đảng bộ xã Phú Hưng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn đại hội điểm đầu tiên cấp cơ sở của tỉnh và thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Phú Hưng đề ra 18 nhiệm vụ trọng tâm bao quát các mặt đời sống xã hội. Sau 5 năm nỗ lực, Đảng bộ xã đã thực hiện đạt và vượt 16 chỉ tiêu, trong đó tiêu biểu nhất là đã xây dựng hoàn thành các tiêu chí đưa xã Phú Hưng đạt chuẩn nông thôn mới và là đơn vị xã đầu tiên của huyện Cái Nước đạt danh hiệu này. Đến nay, xã Phú Hưng tiếp tục duy trì giữ vững 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới và đã cơ bản đạt 8 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Đời sống người dân không ngừng cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng trên một người trên năm, tăng gấp 1,7 lần thu nhập so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn hơn 1% và tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm hơn 1,7%. Xã không còn hộ nghèo trong diện chính sách. Xã Phú Hưng được huyện Cái Nước đánh giá là một trong các xã có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất và mức thu nhập bình quân đầu người thuộc top cao nhất huyện. Tại đại hội, các đại biểu đã nghiêm túc đánh giá, thảo luận, đóng góp và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, đặc biệt là việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Hưng lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng mục tiêu giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Hưng khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thống nhất bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa 13 gồm 15 đồng chí. Cũng tại đại hội này, đại biểu đại hội đã trực tiếp bầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã khóa 13 gồm 5 đồng chí. Các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã cũng được thực hiện bầu trực tiếp theo đúng quy trình bầu cử trong đảng. Theo đó, đồng chí Hà Ngọc Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Phú Hưng nhiệm kỳ 2015-2020, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Phú Hưng khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Sáu, Nguyễn Thành Hữu, trúng cử Phó Bí thư Đảng ủy xã khóa 13, đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 9 đồng chí. Theo kế hoạch, trong tháng 3 này, ba đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn để chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đó là Đảng bộ Sở Tư pháp thuộc Đảng bộ Dân chính Đảng, Đảng bộ Phường 1 thành phố Cà Mau và Đảng bộ xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời sẽ tiến hành tổ chức đại hội.